hiện tại trong tay mình đây là cây đồ long 101 và cây huyết long 120. Hôm nay mình sẽ ra một thử thách, đó là ai bẻ được cây này sẽ là 100.000 và cây này sẽ là 1.000.000 anh em nhá. Ok nào, đầu tiên sẽ là địa điểm là trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Rồi, vậy trước tiên mình sẽ làm mẫu cho mọi người nhá. Cứ bắt tì đùi này. Đấy, mọi người khép vào, đứng lên, giữ 2 giây. Ok, thế là 100.000. Còn ai mà bẻ được cây màu đỏ này của mình nhá, 1.000.000, được chưa? Rồi, hôm nay mình sẽ đi tìm xem ai bẻ được nhá. Anh ơi, em đang có đấy, bẻ một to, anh muốn thử. Bẻ cái này thì nhẹ thôi, cái này em theo giải là 100.000, còn cây này anh bẻ được là 1.000.000. Thử đi, tay mày anh thử đây, anh chịu thử thử. Em làm mẫu cho anh trước nhá. Thì đây, ta sẽ tì đùi vào chỗ này. Đây, kép vào đây, đứng lên, giữ 2 giây. Và được 100.000, còn với cái này là 1.000.000. Đấy nha, một anh chàng rất to rồi nhá. Anh làm bao nhiêu cân ạ? 90, ok. Wow. Rất tiềm năng rồi nhá. Mình nghĩ là có khả năng bẻ được cây vàng này. Nào, tới đây. Nào, ok, nào, vào đi. Đấy, anh đặt thanh lên chỗ này. Rồi anh ép cục vào, anh ép này. Vặn vào trong. Vặn vào, xong rồi. Ôi. Rồi, ship. Xong rồi. Đấy, bây giờ anh ấy muốn thử 120 cân nhé mọi người nha. Nó đẩy đôi anh thử làm cong đi. Thử làm cong trước đã. Được rồi bạn. Ui, cây này khác biệt. Nếu mà bẻ được cái này, bạn muốn thử với cây vàng rồi nhá. Em bẻ được cây này là rất là 100.000. Cây này rất là 120 nhá. Đeo cái tay vào.